Alo, alo, alo. Nam Nguyệt Lễ, cô có sao không? Cô bị gì vậy? Nè. Tao không kịp. Nè, nè. Nhanh ngủ đi. Nè, nè, nè. Anh muốn đi đâu vậy? Cô làm gì vậy? Anh không được đi. Anh không được đi, nghe rõ chưa? Không được để tôi một mình. Sao bỏ tôi một mình được hả? Cô uống say rồi, nhanh ngủ đi. Tại sao anh lại tặng quà cho chị Hạ Âu mà lại không tặng cho tôi chứ? Còn cười tôi bị dính phân. Anh thật sự rất đáng ghét. Đáng ghét mà. Ông nội nói là ngày lễ tình nhân, đàn ông phải tặng quà cho cô gái mình thích. Cho nên cô hy vọng tôi tặng quà cho cô sao? Tốt nhất không cần vẫn hơn. Tôi sợ. Cô sợ cái gì? Tôi sợ. Tôi sợ nếu lỡ tôi thích anh, như vậy tôi sẽ không thể rời khỏi đây được. Đêm qua là tao có kiếm đưa mình về hay sao chứ? Cô dậy được sao? Dọa chết tôi hả? Dọa gì chứ? Ăn sáng đi. Cô cứ nhìn vào tôi như vậy là có ý gì? Hôm qua là anh đưa tôi về nhà hả? Chắc không phải là cô quên hết rồi chứ. Phí lời thật. Tất nhiên là tôi đưa cô về rồi. Không lẽ cô tự bỏ về? Vậy chắc anh không có báo cáo với mẹ tôi đó chứ? Không có. Vậy sao? Vậy thì tốt. Xem như anh có nghĩa khí. Tôi cảnh cáo cô nha. Lần này coi như bỏ. Lần sau nếu cô còn tái phạm như vậy, tôi sẽ nói với mẹ cô. Tôi không có uống rượu. Không uống rượu mà lại say thành ra như vậy. Ừ.
Hôm qua tôi cùng với anh định giám đốc của bọn họ và khách hàng đi ăn cơm. Sau khi tôi nói chuyện điện thoại với anh xong, vào ghế uống một tách trà, lúc đó cảm thấy hơi chóng mặt. Sau đó thì tôi không nhớ ra được gì nữa. Không lẽ là tách trà đâu có vấn đề? Tôi sẽ đi tìm anh Định hỏi cho rõ. Chờ một chút. Anh đi tìm anh Định làm gì? Cô đã bị người ta bỏ thuốc rồi đó. Cô lại không uống rượu, tại sao lại hôn mê bất tỉnh nhân sự như vậy? Cái gì cũng không nhớ, như vậy rất nguy hiểm đó tiểu thư à. Được rồi mà. Cho dù thật sự là như vậy cũng không có liên quan đến việc của anh Định. Tại sao lại không liên quan tới anh Định? Anh ta giới thiệu việc cho cô, anh ta phải chịu trách nhiệm chuyện này. Được rồi, việc này anh khoan hãy quản. Tôi sẽ đi gặp anh Định hỏi rõ ràng. Được rồi, làm ơn mà. Tôi xin anh đó, làm ơn đi ha. Được rồi. Phải, tôi đã nói phòng khám không thể đặt quảng cáo như vậy sao? À, dạ là sáng nay chú Hạ đưa nó tới đó chị. Hạ Âu, đó là Hữu Định xin ba con để đó. Công việc của Hữu Định bây giờ cũng không có dễ dàng gì hết. Chúng ta đều là bà con, giúp đỡ nhau một chút. Hơn nữa bà nội Khang cũng ở đây, chúng ta không cho nó để cũng hơi ngại con à. Coi nè, hôm nay mẹ đặc biệt nấu canh đậu đỏ mang đến đây cho mấy đứa và bà nội Khang uống. Dạ cảm ơn cô, nhưng mà bà nội Khang mới sáng sớm đã đi chợ với dì Mẫn rồi. Chút nữa chúng ta sẽ đi chợ mua rau rồi dạo một vòng nha. À, dạ. Để nói là đến quầy của bà Vinh, lâu rồi á tôi không có ghé thăm bà ấy, nhân tiện mua hai bao chả bông luôn. Dạ. Dì Khang à, gian hàng của bà Vinh không bán nữa rồi. Nếu như mà dì muốn mua chà bông thì con đưa dì tới quầy khác mua. Sau khi mua xong thì con đưa dì đi xem quần áo, được không? Cũng được đó. Lâu quá mới gặp dì đó. Vẫn đẹp lão đúng không? Quá khen. Đẹp lão là gì to chứ. Dì ở đây sao? Vừa nãy con còn tới phòng khám tìm chị quá, ra là gì ở đây. Là cô Mẫn nói muốn đưa tôi đi may quần áo đó. May quần áo phải. Hả? Đúng rồi. Sắp đến sinh nhật của dì Khang rồi, cho nên tôi muốn đưa dì đi may một bộ quần áo thiệt là đẹp. Sinh nhật nên may quần áo à? Con biết một thợ may rất giỏi, may đồ nữ rất là đẹp. Để con chỉ dì nha. Đi. Chờ một chút. Ông muốn đưa dì ấy đi đâu? Đưa dì ấy đi may quần áo. Dì Khang à, chúng ta ông muốn đưa đi đâu? Nhưng mà dì Khang nói là dì ấy muốn đến nhà bà con thích mà. Liên quan gì tới bà? Đúng rồi. À Tứ à, bây giờ là tháng mấy rồi? Dạ tháng 3. Dì Khang à, dì ăn từ từ đi ha. Nhưng mà tôi nói đừng có cãi nhau nữa, đừng có cãi nhau. Không phải, chờ một chút, tôi nói cho cô biết nha. Tôi muốn đưa dì tháng 3 thì phải phơi muối rồi. Mà ông ấy cũng dành với tôi là sao? Nhưng mà ông thì biết gì về thời trang mà dẫn dì ấy đi. Tôi từng hứa với cô, tôi sẽ bảo vệ cho cô. Tôi đâu có nói là tôi lạnh. Anh ấy áo khoác khoác cho tôi. Sau này anh đừng làm những hành động vượt quá tình bạn này nữa. Làm phiền anh vẫn nên giữ khoảng cách với tôi một chút. Tôi không thích cô đứng gần anh Định như vậy. Không phải là anh đang ghen đó chứ? Đúng, chính là tôi đang ghen đó. Sao em lại thở dài chứ? Nói ra anh cũng không có hiểu được đâu. Thôi được rồi. Em không nói cũng được. Đầu óc anh bây giờ không thể quyết định một số gì. Bảo Quy Hải, tôi hỏi anh nha.
Chúng ta làm bạn bè bao lâu rồi hả? Từ khi sinh ra cho tới nay, em sống bao lâu thì chúng ta là bạn bè bao lâu? Đúng vậy. Vậy em hỏi lại anh, chúng ta làm bạn bè lâu như vậy rồi, nhưng chưa bao giờ lo lắng giữa chúng ta sẽ không cẩn thận vượt quá sợi dây đó đó. Sợi dây gì? Đường chân trời hay là đường sự nghiệp? Anh có thể nghiêm túc trả lời tôi được không? Ý của tôi là, trước đây lúc anh nói thích tôi, anh cũng từ sáng đến tối ghen vì tôi không muốn tôi có bạn trai, mỗi ngày đều nói sẽ cưới tôi. Nhưng mà tôi lại không sợ chuyện chúng ta vượt qua mức bạn bè. Anh không thấy lạ sao? Đó là vì em không thích anh. Nếu mà em cũng thích anh thì chúng ta mới phải lo lắng có vượt qua mức bạn bè hay không. Sao vậy? Em đã thích ai rồi hả? Không có. Có thật là không có không? Vừa lúc nãy sao em lại lớn tiếng như vậy chứ? Cần anh quản hay sao? Ôi trời ơi. Alo. Không có. Sao vậy hả? Bà nội Khang mất tích rồi sao? Bà nội Khang. Cho hỏi một chút, có thấy dì Khang ở đâu không? Dì Khang hả? Không thấy. Tú Khanh à, cô có thấy dì Khang ở đâu không? Tôi không thấy. Thấy thì báo giùm tôi nha. Mọi người có thấy dì Khang ở đâu không vậy? Không thấy. Không thấy hả? Nếu nhìn thấy dì Khang, hãy gọi điện cho tôi nha. Được rồi, không cần nói nhiều nữa, giúp tôi tìm dì đi. Anh có thấy dì Khang đâu không? Không thấy đâu. Không có hả? Nếu anh thấy bà ấy, nhớ gọi điện thoại cho tôi được nha. Được rồi, tôi sẽ báo ngay. Cảm ơn. Dì yên tâm. Chị Trân à, bà Tám Trân. Trời ơi, bà ấy mất tích đâu rồi? Xin chào, chào hai chị. Mọi người có thấy dì Khang đâu không? Không thấy. Cảm ơn. Được, cảm ơn. Sao rồi, có không? Không có ai mẹ ấy. Đã tìm thấy bà nội Khang có chưa? Có tìm thấy không? Dạ, không thấy. Mẹ gọi điện thoại mà sao không ai nghe máy hết trơn. Biết tôi tìm thấy sao? Có thấy không? Bây giờ phải không làm thấy. Sao đây? Không cần gọi điện thoại nữa đâu. Tôi nói cô biết đều là do cô. Tôi không có việc gì sao lại đưa dì Khang đi linh tinh vậy? Bây giờ mất tích rồi, bây giờ cô phải chịu trách nhiệm đó. Tôi phải chịu trách nhiệm sao? Cái gì đó? Tôi chịu trách nhiệm là cái người gì làm chứ? Bình tĩnh lại. Tôi đưa dì Khang đi dạo, rồi ông làm loạn lên. Ông làm loạn cho nên không chú ý đến bà ấy, rồi dì Khang mới mất tích kìa. Tôi làm loạn cái gì? Tôi nói cho cô biết nha. Ông cô là thứ vừa ăn trộm vừa la làng. Mọi người dừng lại đi. Ý của tôi là việc này và trộm thì liên quan gì chứ? Không có. Dì Khang, bà ấy có bệnh cao huyết áp. Chúng ta phải nhanh chóng tìm ra bà ấy. Thời gian uống thuốc của bà ấy đã qua lâu rồi. Đúng rồi. Anh Hạ, chị Mẫn, hai người đừng cãi nhau nữa. Trước mắt chúng ta phải nghĩ xem dì Khang còn muốn đi những đâu quan trọng hơn. Có phải chúng ta còn có chỗ chưa tìm? Ở đâu? Nước nó cũng đã dạo hết rồi, có thể phơi muối rồi hả? Dạ, mời dùng trà. Loại trà muối này
vẫn là do tôi nấu là ngon nhất. Tôi nhớ là trước đây cứ mỗi ngày đều phải nấu một ấm trà muối thật là to cho các ông uống. Lần nào cũng vậy, ông cũng uống rất là nhiều, người khác không còn để mà uống nữa. Ông nói muốn dùng cái muối này để mà nuôi dưỡng người ở cả thôn Nguyệt. Ông cũng nói là muốn dùng cái muối này cho cả nhà chúng ta. Nhưng mà đáng tiếc là tất cả mọi người đều đã đi hết. Giờ thì cái làng này cũng không giống người một nhà nữa. Còn bé Mẫn và A Lực, tụi nó đã ly hôn rồi. Còn A Ngọ, A Ngọ cũng đã đi theo thuyền. Còn ba của A Định cũng không còn trở về nữa. Người ở trong thôn Nguyệt này từng người ra đi. Ông nói coi, số trẻ nhỏ đó nếu muốn tìm đường trở về, tìm không ra thì phải làm sao? Không phải A Kiến cô đã về rồi sao? Tiểu Lễ cũng đã về rồi, Hữu Định cũng đã trở về rồi. Con tin là chỉ cần mọi người chúng ta đều nỗ lực, tất cả những người trong thôn Nguyệt đều sẽ trở về. Tất cả chắc chắn sẽ về mà. Ở bên kia kìa. Trời ơi, dì Khang. Dì Khang à. Trời ơi, dì Khang, tụi con đi tìm dì cả buổi chiều luôn rồi đó. Dì đến cánh đồng muối làm cái gì vậy? Tôi đến đây để nói chuyện với Vĩnh Vọng. Sao mấy người làm ầm lên vậy hả? Vậy dì nói coi trưởng thôn ở đâu? Chị Mẫn à, chắc không phải là dì ấy nhầm A Kiến là ông trưởng thôn chứ? À, chị Mẫn à. Hả? À, tới giờ dì Khang uống thuốc rồi. Phải uống thuốc. Dì Khang, chúng ta về nhà ha. Đây, đứng lên. Dì đứng lên đi. Chúng ta về nhà từ ha. Từ từ thôi. Được. Chúng ta về nhà dì ăn Khang cơm. Dì Khang, đi cẩn thận. Được rồi. Bước xuống cẩn thận. Dì nhìn nè, cẩn thận nha. Sao vậy? Dì à, về nhà đi, bên kia mà. Ở bên kia. Ở bên kia mà dì, không phải bên này. Mọi người nhìn đi, nhìn đi. Nhìn xem, ông hay nói trong muối có vàng, bây giờ ông đã đợi được rồi đó. Cảm ơn chị. Mẫn à. Dạ. Con có thấy thằng Hưng con trai của dì không? Thằng A Định cháu của dì muốn tìm ba của nó đó. Con có biết con có biết nó đi đâu không? Mọi người ở trong thôn này đều nói thằng Hưng nhà dì làm việc xấu không quay về được. Dì thì không có tin. Dĩ nhiên dì biết
thằng con gì đó thích đánh bạc, nhưng mà nếu như nó đã thua hết tiền rồi thì nó cũng phải tự biết về nhà chứ. Nhất định là xảy ra chuyện gì ở bên ngoài rồi mới không dám quay về. Vì thiệt tình vẫn nên đi tìm nó thì hơn. Bây giờ đi tìm nó nha. Không. Dì Khang à, dì Khang, không được. Dì phải nghỉ ngơi. Không được, dì không có cần nghỉ ngơi gì hết. Không phải đâu dì. Được rồi. Dì đã đi cả ngày không, rồi. Không, dì không, phải nghỉ ngơi. Không được dì rồi. Dì nghe lời con đi. Không. Dì không được đi đâu. Bà nói sĩ ra rồi đó. Nè. Uống một chút nước đi. Đúng bây rồi, giờ thì bà hãy uống thuốc đi. Nha. Được rồi. Không có được đâu, để tôi đi nè, uống thuốc đi. Nữa. Hà Âu à, dì Khang sao rồi con? Bà không cần phải lo lắng đâu. Các số liệu đều rất là ổn định. Chỉ là hơi mệt mỏi và cần phải nghỉ ngơi một chút. Vậy là yên tâm rồi. Hà Âu à, may mà có con, như vậy là cô yên tâm lắm rồi. Tiểu Lễ à, con có gọi điện thoại cho Hữu Định không? Anh Định nói anh ấy đi Đài Trung làm nghiệp vụ, ngày mai mới về. Trời ơi. Dì Mẫn à. Hả? Mọi người về nhà nghỉ ngơi trước đi. Một chút nữa con sẽ quay lại thăm bà nội Khang. Được. Mẹ à, con đi về cùng mẹ nha. Có việc gì phải gọi điện cho chúng tôi liền ha. Thôi chúng tôi về trước đây ha. Đi con. Tạm biệt nha. Chúng tôi cũng về trước. Đi dạ, trước tạm nha. Biệt, tạm biệt con. Mẹ à, sao mẹ lại ho nữa rồi? Không có sao đâu. Chắc là lần trước bị cảm chưa khỏi hẳn, hôm nay lại gặp gió cho nên lại ho rồi. Con đừng có lo. Một chút nữa con sẽ bóc ít thuốc mang về. Mẹ nghỉ ngơi trước đi. Ba à, ba đưa mẹ về trước nha. Sao lại dễ dàng phát bệnh như vậy? Được rồi, không cần lo lắng. Mệt quá, mệt quá. Mẹ à, con thấy mẹ đừng tranh cử chức trưởng thôn nữa. Chú Hạ thích làm như vậy, mẹ cứ để chú ấy làm đi. Tại sao nhất định phải tranh giành? Hơn nữa mẹ coi, mẹ vì việc chọn trưởng thôn bỏ ra một số tiền không ít, xém chút nữa bà nội Khang mất tích gì mẹ. Có cần thiết không? Cái gì chứ, nếu không phải hôm nay ông ta làm loạn thì sao có thể phát sinh nhiều chuyện tới như vậy? Nếu như hôm nay bà nội Khang không đi lạc, nhà tình thương của chúng ta sụp đổ. Nếu như mẹ không được chọn thì làm sao? Con đang nói cái gì vậy? Nhà tình thương đang mở rất là tốt mà. Cái gì mà sụp đổ? Được. Nè, mẹ xem. Từ năm ngoái đến bây giờ, gần như mỗi tháng đều bị thâm hụt. Nè. Đến tiền lương của anh Hải mẹ cũng không trả. Không đầy 2 tháng nữa nhà tình thương của chúng ta phải đóng cửa. Mẹ còn muốn tranh cử chức trưởng thôn sao? Đúng. Mẹ phải tranh cử. Cho dù khuynh gia bại sản, mẹ cũng phải tranh cử con à. Mẹ là dì Thôn Nguyệt của chúng ta. Mẫn, không được làm vậy. Cô làm cái gì vậy? Cô không được làm như vậy. Mẫn, mau về nhà cho tôi đi. Mẫn, không được làm vậy. Tôi không còn cái gì nữa. Tôi không còn gì nữa. Thì tôi còn ở lại đây làm cái gì?
Để tôi đi đi. Mẫn à, nghe tôi nói đi. Mẫn nghe tôi nói đi. Cô đi rồi Tiểu Lễ phải làm sao đây? Hả? Được rồi. Đây là nửa năm tiền thuê nhà, cô cầm trước đi. Tiền nợ thằng Lực để lại, tôi sẽ nghĩ cách giải quyết. Cô chỉ cần nuôi Tiểu Lễ, sống cho thật tốt, kinh doanh, nhà tình thương, không cần suy nghĩ linh tinh nữa. Cảm ơn trưởng thôn. Cô phải nhớ là con người sống cần phải có hy vọng. Thôn Nguyệt mãi mãi là nhà của cô. Có tôi ở đây, cô không cần phải sợ gì hết. Cô biết không hả? Tôi biết. Cảm ơn ông. Cảm ơn. Thôn Nguyệt không còn cánh đồng muối. Cuộc sống của dân trong thôn sắp không tiếp tục được nữa. Chỉ có thể đi ra ngoài làm thuê. Ông trưởng thôn của con, vì giúp mẹ nỗ lực nuôi con khôn lớn, ông ấy đã cho mẹ mượn một mảnh đất để cho mẹ kinh doanh, cho nên mới có sân trò chơi nhà tình thương. Chỉ là bây giờ người đến chơi ngày càng ít. Nếu như mẹ không được chọn thì hạ thủ phú đó sẽ hiển nhiên thu mảnh đất đó lại cho mà coi con à. Có lẽ chú Hạ sẽ không làm như vậy đâu. Mẹ với ông ta cùng lớn lên ở cái thôn Nguyệt này. Đức tính của ông ta mẹ không biết hay sao? Trên thế giới ông ta thích nhất chính là tiền, sau đó là bản thân ông ta. Ông ta sẽ không nghĩ cho thôn Nguyệt này. Quỷ mà. Ông ta nói rất là dễ nghe. Ông ta muốn là xây dựng một cái khách sạn sang trọng ở thôn Nguyệt của chúng ta để thúc đẩy du lịch. Mẹ cho con biết, khách sạn mà xây xong rồi, người thôn Nguyệt của chúng ta một đồng cũng không kiếm được đâu. Đúng vậy. Nguyện vọng của ông trưởng thôn mặc dù viết là muốn các con phục hưng cánh đồng muối, thật ra tâm nguyện của ông ấy là hy vọng thôn Nguyệt có thể khôi phục lại vinh quang lúc trước, để cho những đứa trẻ của thôn Nguyệt ở lại quê hương này, không phải đi phiêu bạt khắp mọi nơi. Vì thôn Nguyệt, vì ông trưởng thôn, mẹ nhất định phải được chọn. Biết không hả? Số 1 Chu Tuệ Mẫn nhất định phải được chọn. Mẹ nhất định phải được chọn. Sao bây giờ cậu vẫn còn ở đây vậy? Cái này cho cô. Sau này cô muốn qua gì thì nói với tôi, tôi giúp cô hái. Cô đừng có đứng một mình bên đường hái như vậy, rất là nguy hiểm. Tôi đi về nha. Chờ một chút. Cậu có thể giúp tôi một việc được không? Hãy giúp tôi chụp mấy tấm hình.
Trễ như vậy sao anh còn đến đây? Chính là vì đã rất buồn, cho nên tôi mới không thể để cô về một mình. Cùng đi về thôi. Tôi cảm thấy mình thật ích kỷ và vô dụng. Mẹ tôi vất vả như vậy, còn tôi chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Nếu cô thật sự cảm thấy như vậy thì hãy nghĩ cách giúp bà ấy đi. Giúp cách nào? Việc duy nhất tôi biết làm chính là khiến người khác móc tiền túi ra mua đồ. Tôi chỉ muốn kiếm tiền, những việc khác hình như cái gì cũng không biết hết. Chỉ là cô chưa nghĩ ra cách thôi. Tôi tin rằng nhất định cô sẽ nghĩ ra. Cho dù cô không nghĩ ra được thì còn có tôi, tôi nhất định sẽ giúp cô. Cái ngày cô đồng ý về thôn Quyệt với tôi, chúng ta từng giao ước, tôi nhất định sẽ giúp cô tìm được hạnh phúc mà cô muốn. Không cần biết hạnh phúc đó là gì, tôi nhất định sẽ giúp cô đến cùng. Sao tự nhiên anh lại tốt với tôi như vậy? Sao tôi không thể đối tốt với cô? Bởi vì chúng ta là bạn bè. Bạn bè thì không thể đối tốt với nhau sao? Được, tôi có kiến, tôi nói cho anh biết. Từ nhỏ đến lớn chỉ cần có người đối xử tốt với tôi sẽ không cẩn thận mà thích anh ta. Tôi biết mắt nhìn đàn ông của tôi rất là kém, cho nên tôi mới gặp phải người như anh Len. Vì vậy bây giờ chúng ta chỉ là bạn bè. Giữa bạn bè thì nên có ranh giới, anh hiểu không? Anh không vượt qua, tôi cũng không vượt qua. Bởi vì tôi không muốn thích anh. Nếu như là tôi thích cô thì sao? Tân Quân Kiến, anh có đang tỉnh táo không vậy? Sao lại hôn tôi? Bởi vì tôi thích cô. Tại sao lại thích tôi? Cổ quá. Good morning. Trời ơi, anh hả? Anh muốn dọa tôi sao? Tôi còn chưa mở cửa, anh muốn đến mua đậu qua hay sao hả? Tôi không có. À...
Việc của tôi và chị Mẫn tranh cử trưởng thôn, không phải cô nói là sẽ ủng hộ tôi sao? Nhưng mà gần đây tôi thấy cô rất là gần gũi với cô Mẫn đó. Anh Mã, có thể là anh hiểu lầm ý của tôi rồi. Trước đây ý của tôi là nếu như anh giúp Tiểu Hải nhà tôi tìm được một công việc ổn định, tôi nhất định sẽ ủng hộ anh. Trời ơi, tôi giúp nó tìm việc rồi, nhưng mà nó làm việc này lại đổi việc khác. Tôi nói cô biết nhà ngoại trừ nhà tình thương ra không có việc gì phù hợp đâu. Vậy thì không có gì để nói rồi, tôi vẫn nên ủng hộ chị Mẫn. Tôi nói cô nghe, tôi biết là cô làm việc vất vả lắm, cô luôn nghĩ cho tiền đồ của thằng Hải. Có lẽ cô không có chồng bên cạnh lâu rồi đúng không? Đúng vậy. Đúng bà, cho nên là tôi có ý kiến là tìm cho cô một đối tượng tốt. Tôi? Đúng vậy. Trời ơi anh Hà, bây giờ đối với đàn ông tôi đã nhìn rất là rõ rồi. Tôi đã kết hôn 4 lần cũng ly hôn 4 lần. Bây giờ anh kêu tôi kết hôn lần thứ 5 nữa sao? Tôi nói cho cô biết nha, đây là đúng lúc. Tôi vừa gặp một người bạn, người tốt lại thật thà nữa. Quan trọng hơn là ở nhà một mình lại có tiền. Vừa thấy ông ta tôi đã nghĩ, người này không phải là người rất phù hợp với cô sao hả? Anh Hà, có thật không vậy? Tất nhiên là thật rồi. Tôi nói cô biết, cô như vậy sẽ lập tức qua năm cửa năm ải đó. Năm cửa năm ải? Đúng vậy. A Kiến à? Dạ. Chào buổi mẹ. Sáng con. Dạ con chào mẹ. Sớm như vậy thì con đã ra ngoài rồi sao? Ra cánh đồng muối thôi. Vậy sao? Tiểu Lễ đâu? Tiểu Lễ không cần đi hả? Cô ấy đang ở trong phòng. Trời ơi, nó là vợ của con mà. Tránh ra đi, con bé này. Tiểu Lễ mẹ à? Mẹ ơi. Đau. Mẹ sao lại đánh con? Sao mẹ lại đánh con hả? Con ngủ dậy rồi con không ra ngoài, con trốn trong phòng làm gì? A Kiến nó đã phải ra cánh đồng muối rồi, con cũng không đi giúp đỡ nó. Kỳ lạ. Sao lại không nói chuyện? Cãi nhau hả? Không có. Vậy sao? Không có. Vừa mới sáng sớm mẹ sang đây làm gì? Mẹ tìm A Kiến mà. Đúng rồi, mẹ tìm con đó. Tìm con. Đúng vậy. A Kiến à, nghe nè con. Hôm nay mẹ có hẹn với một người bạn cùng nhau đi nội thành, nhưng mà lại trùng hợp thợ sửa chữa người ta muốn đến sửa máy móc ở sân trò chơi. Hôm nay Tiểu Hải nghỉ làm thì con nói xem, việc này nếu như giao cho nó thì mẹ không yên tâm một chút nào. Cho nên là mẹ muốn nhờ con buổi chiều giúp mẹ đi xem một chút đi ha. Dạ không vấn đề gì. Được sao? Tốt quá rồi. Đúng rồi. Nhanh lên. Cái này nè. Con coi, con xem loại máy nào cần xem, cái gì cần sửa ở đâu thì tất cả đều ở đây. Họ sửa xong rồi con chạy thử kiểm tra xem một chút coi có chạy được hay không ha. Dạ con biết rồi. Tốt quá rồi. Nhìn cái gì mà nhìn. Cùng đi giúp đỡ nó đi. Đừng có không có việc gì, chỉ biết ở trong phòng nằm trên gối thôi. Tức chết đi được mà. Cảm ơn con nha, vậy mẹ đi trước đây ha. Tạm biệt. Có nghe không dạ, vậy? Tạm biệt mẹ. Dạ. Không cần biết là cô sẽ đi hay là ở lại, tôi sẽ luôn thích cô. Tôi đợi tới lúc cô sẽ nói với tôi cô tìm được hạnh phúc mà cô muốn, tìm được nơi mà cô muốn tới.